Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm cái video để so sánh ba cái phiên bản logo táo đang rất là đại trà trên thị trường nhé. Thứ nhất ở đây sẽ có đó là bản series 7 logo táo với cái hộp màu trắng này. Ngày xưa thì nó là bản series 6 logo táo và nó đã được nâng cấp lên thành series 7 logo táo rồi. Tiếp theo là đến bản series 7 Pro logo táo thì với cái hộp màu đen này. Tiếp theo là đến bản series 7 Pro Max với cái hộp màu cam này, rất đẹp này. Đấy thì bản Pro Max hiện đang là bản mới nhất này. Sau đó thì đến bản Pro và đến bản series 7 thường này. Thì mình sẽ đi vào so sánh sơ qua một số những cái phần, thứ nhất là về ngoại hình này, thứ hai là về hộp này, về những các cái tính năng này, về màn hình này và về thời lượng pin cũng như là độ mượt. Đấy thì mình sẽ đưa ra những cái đánh giá gọi là tham cho các bạn tham khảo và sơ qua thôi. Thì bạn nào có bổ sung gì hoặc có thấy sai sót gì thì có thể comment ở bên dưới video nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đi về cái phần ngoại hình hộp trước nhé. Thì các bạn có thể thấy ngay đây là em series 7 thì với cái hộp màu trắng này, hộp nhỏ hơn so với hai cái bản kia. Thì bên ngoài hộp thì form màu trắng, bản mới thì có thêm cái mặt đồng hồ ở đây thì nó cũng vẫn giống tương tự ở đây. Mặt sau thì có phần thông tin về đồng hồ này, 1.7 inch này, TFT này, full cảm ứng này, Bluetooth các thứ này. Rồi, và mình sẽ cùng mở ra. Bên trong thì là dạng hộp, cũng là hộp hai mảnh, cũng có giấy bọc bên ngoài và có cái hộp dây nhỏ bên trong này. Trong có một sạc này, một dây này. Bản này của mình thì là bản màu đen nhé. Một sạc, một dây và một đồng hồ ở đây nhé. Đấy, mình sẽ để riêng ở đây. Sau đó thì tí mình sẽ vào các phần sau nhé. Tiếp theo là đến em series 7 Pro nhé. Em series 7 Pro này thì có một cái hộp màu đen đặc trưng. Hộp đen này cũng rất là đẹp. Đằng sau có dòng thông tin này về đồng hồ này, series 7 này. Và các cái dòng thông tin về đồng hồ này. Hộp này thì đã được nâng cấp lên là hộp 3 mảnh nhé. 3 mảnh tức là mảnh vỏ ngoài này, mảnh đựng đồng hồ này. Đấy, có cả thông tin hết ở đây nhé. Và mảnh hộp dây này. Đó. Thì bên trong đây là có một bộ dây. Một bộ dây này. Mình sẽ để tạm sang bên nhé. Ở trong đây sẽ có một cái mặt đồng hồ và sạc. Sạc hướng dẫn sử dụng này. Sạc này. Và mặt đồng hồ này. Thì đây là em series 7 Pro nhá. Mình sẽ để tiếp tục sang đây và từ từ sẽ tí nữa sẽ quay lại. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến là em series 7 Pro Max. Em này thì có một cái hộp rất là bắt mắt với màu cam, tông màu cam viền đen. Đằng sau cũng vẫn là các cái phần thông tin. Hộp thì đã là bán hộp đẹp, hộp 3 mảnh nhá. Tháo dạng rút 3 mảnh này. Đó. Bên trong đây thì có chắc chắn là dây rồi. Cũng là một em màu đen. Phần bên trong này thì sẽ có sách hướng dẫn này, sạc và mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ thì được bọc bằng một cái lớp da lì rất là mịn, sờ rất sướng tay nhé, và chắc chắn cả tạo cảm giác sang trọng. Đó. Rồi và bây giờ mình sẽ đi chuyên sâu vào ba em này. Rồi thì đây là ba bản sau khi mình đã lắp dây và bóc hết các siêu màn hình ra để đây. Thì nhìn cái này, nhìn ngoại hình thì các bạn thật khó để nhận ra đúng không? Bây giờ mình sẽ cùng bật nguồn của từng con lên để xem các bạn có nhận được ra điểm khác biệt của nó là gì không nhé. Thì đầu tiên này là con series 7 này, sau đó thì đến series 7 Pro và đến series 7 Pro Max. Thì đối với bản series 7 Pro ta sẽ phần nguồn lên trước này, ấn giữ nút nguồn một chút nhé và chờ này, hiển thị logo này. Họ sau đó đến bản Pro này, rồi sau đó đến bản Pro Max này. Cả ba con đều là logo táo hết các bạn nhé. Thì cái phần đầu tiên mình muốn đi vào đầu tiên đó là cái ngoại hình trước. Ngoại hình thì chúng ta sẽ cùng nhìn các cái mặt. Đầu tiên là về phần mặt đồng hồ này. Mặt đồng hồ thì mình thấy nó cũng tương tự nhau, không có gì khác biệt lắm. Về em series 7 thì có độ hoàn thiện cũng khá là tốt rồi. Mà đồng hồ cũng bo các cạnh rất là đều nhau, bo vát. Đó. Tiếp đến thì đến em series 7 Pro. Em này thì sẽ có một cái màn nó cong hơn một chút, cũng là bo đều các cạnh. Tiếp theo là đến em này thì có vẻ là hoàn thiện tốt hơn. Chúng ta sẽ nhìn cái phần cạnh đồng hồ này, không có những cái vết keo thừa hay là những cái bụi bẩn ở đây, nó sẽ ít hơn. Đó. Thì về phần màn hình thì mình đánh giá là kích thước màn hình là bằng nhau nhé. Kích thước của cái tấm kính màn hình đấy, chứ còn không phải độ hiển thị đâu nhé, là bằng nhau này. Ngoại hình thì là ngoại hình màn hình giống nhau nhé. Tiếp theo là sẽ đến phần cạnh bên này, cạnh bên phải. Cạnh bên phải thì là giống nhau các bạn nhé. Sẽ có nút dài, nút tròn và nút và mic và lỗ mic. Đó. Nút dài này, nút tròn này, lỗ mic này. Đấy, trên màu đen trên em series 7 Pro Max thì đã được làm thành cái màu dạng như kiểu đen nó nhám nhám đi một chút đấy các bạn. Nhìn nó sẽ đẹp hơn này, các bạn nhìn thấy không? Nó không phải đen xì như hai cái con kia. Trên em series 7 Pro thì cái nút nguồn nhìn nó không đẹp bằng hai em kia. Nút nguồn ở hai em kia sẽ to hơn và sẽ dẹp hơn, đã bị cấn tay lâu hơn. Nút tròn thì là đều là giống nhau. Hai em series 7 và series 7 Pro là giống nhau. Còn trên em series 7 Pro Max thì cái nút tròn đã được bo giống hệt hàng chính hãng này. Các bạn nhìn cái phần cạnh này. Phần cạnh nó bo góc rồi này. Nhìn không ạ? Đấy, bo góc, còn cái này thì góc nó vẫn giữ nguyên này, con này cũng thế này, góc vẫn giữ nguyên này. Nhìn nó bo dù là cái chi tiết nó rất là nhỏ nhưng mà tạo cho cái cảm giác khi chúng ta xoay nó không bị cấn tay.
Đấy. Rồi tiếp theo đến cái cạnh bên trái thì tất cả đều là có một dải loa hết nhé. Đấy, một dải loa thiết kế theo đúng kiểu của Series 7 này. Rất đẹp. Rồi tiếp theo về mặt lưng. Mặt lưng thì sẽ có sự khác biệt ở đây. Đầu tiên là trên em Series 7 thì chúng ta sẽ không có chốt dây này. Các bạn nhìn thấy chốt dây trên Pro và trên Pro Max đều có chốt dây nhé. Trên Series 7 chúng ta sẽ không có chốt dây này. Các dòng thông tin thì vẫn là đầy đủ này. Series 7 Pro chúng ta cũng có chốt dây nhưng là chốt dây dài các bạn nhé. Chốt dây này sẽ chỉ là tượng trưng thôi chứ không sử dụng được, chỉ làm cho nó đẹp hơn thôi. Vẫn là các dòng thông tin đầy đủ này. Trên bản này thì đã có chốt dây và là chốt dây thật các bạn nhé. Về cái tác dụng của chốt dây thì để cho các bạn nào chưa biết thì mình sẽ giải thích cho các bạn. Khi chúng ta đeo một cái dây có chốt dây mặt sau thì nó sẽ cố định cái dây rất là chặt. Thì chúng ta khi trong quá trình đeo hoặc hoạt động thì cái dây nó không bị lắc lư sang hai bên này, dẫn đến việc bị tuột dây hoặc có thể rơi mất đồng hồ bất cứ lúc nào. Đấy thì trên trong bản 3 bản 8 này thì bản Pro Max này đã có chốt dây nhé. Đây còn ví dụ như bản trên bản 6 và bản bản Series 7 và Pro không có chốt dây thì khi chúng ta có thể di chuyển được cái dây này. Đó các bạn nhìn không? Rất là dễ di chuyển và có thể khả năng là các bạn có thể bị rơi nếu hoạt động mạnh. Đây trên như con này các bạn. Nếu mà dây nó chặt thì không sao, còn dây nó lỏng thì cũng có thể nó sẽ dễ bị di chuyển như này. Đó. Đấy là tác dụng về chốt dây nhé. Tổng kết về ngoại hình thì chúng ta sẽ có Series 7 không chốt dây, Series 7 Pro có chốt dây giả, tượng trưng làm đẹp, và Series 7 Pro Max có chốt dây thật, có tác dụng và làm đẹp. Về các cái nút chức năng thì là đầy đủ, nhưng trên nút chức năng nút nguồn ở trên Series 7 Pro thì sẽ ngắn hơn một chút, nó tùy thẩm mỹ mỗi người. Về độ hoàn thiện thì bình thường mà hoàn thiện tốt. Đấy, đó là cái mình rút ra được. Tiếp theo mình sẽ đi về phần màn hình hiển thị nhé. Giờ mình sẽ bật màn hình cả ba con lên và chuyển về cái màn hình trắng để cho các bạn dễ nhìn nhé. Đó, các bạn đã nhìn thấy ba cái màn hình chưa? Rồi mình sẽ cài cho cái thời gian màn hình nó sáng lâu hơn một chút nhé, để các bạn có thể nhận ra nó dễ nhất. Mình cho mắt độ sáng lên này. Thời gian chờ mình để 60 giây này. Đó, màn hình. Con này cũng vậy. Đây, và đây là em Series 7 chúng ta sẽ nhìn thấy màn hình này. Cũng đã là tương đối tràn viền nhưng cái phần cạnh dưới nó vẫn sẽ dày hơn cái phần cạnh bên trên này. Đó, các bạn nhìn không ạ? Cạnh trên của chúng ta rất là mỏng. Tính từ viền màn hình vào thì nó chỉ có một khoảng thôi, nhưng mà bên dưới thì nó gần như là dày gấp đôi này. Nên trên khi đeo lên thì nó không tạo cảm giác cân đều được các cạnh. Hai cạnh bên thì nó cân rồi nhưng hai cạnh dưới thì là chưa cân nhau nhé. Thì đây là em Series 7 này. Tiếp theo là đến em Pro. Em Pro thì cái hai cạnh màn hình trên và dưới đã được làm tương đối cân nhau. Tuy nhiên phần bên dưới vẫn dày hơn bên trên một chút. Thì ba cạnh này đã bằng nhau, hai cạnh bên và cạnh trên đã bằng nhau. Nhưng phần bên dưới vẫn dày hơn một chút, nhưng nhìn từ xa thì chúng ta sẽ không nhận ra đâu. Đó. Tiếp đến sẽ là màn của em Max và Pro Max. Các bạn nhìn thấy không ạ? Mình không cần chỉ các bạn luôn nhá, bằng nhau luôn này. Cạnh trên và dưới bằng nhau, hai cạnh bên bằng nhau. Đó, đó chính là cái điểm hơn ở trên em này. Một cái màn hình hiển thị rất là đẹp và cân đều tràn viền bốn cạnh. Mình sẽ để đưa sát lên cho các bạn kiểm nghiệm. Đấy, các bạn so sánh về màn hình đi ạ. Đó, về màn hình, về độ hiển thị thì trên em Max này có khoảng 20 mặt. Độ hiển thị thì là như nhau các bạn nhé. Trên em Max thì có vẻ hiển thị đẹp hơn một chút nhưng mà không đáng kể, có nhiều mặt đồng hồ mới hơn. Trên em Pro cũng vậy, cũng có khá là nhiều màn hình và độ hiển thị cũng rất là sắc nét. Cả ba thì đều cài được hình nền cá nhân nhé và hiển thị logo nhé. Trên em 7 cũng vậy, cũng có tương đối nhiều màn hình và hiển thị sắc nét. Đó. Đó là về màn hình. Về màn hình thì thứ tự vẫn đang được sắp xếp là từ bản thường đến bản Pro và bản Pro Max. Rồi tiếp theo mình sẽ đi về phần pin nhé. Phần pin thì mình sẽ nói luôn nhé. Qua cái trải nghiệm thực tế của mình thì mình thấy là pin của ba em này thì nó cũng ngang nhau thôi, không có con nào nổi trội hơn cả. Pin thì nhanh hay chậm chủ yếu do các bạn, cái khả năng sử dụng của các bạn. Các bạn dùng nhiều thì hết nhiều, mà dùng ít thì hết ít. Nó sẽ dao động trong khoảng từ 1 đến 2 ngày tùy mức sử dụng của các bạn. Đấy. Thông báo nhiều hoặc là nghe gọi nhiều thì pin nó sẽ nhanh hết hơn. Nên là pin thì ba cái này mình đánh giá là như nhau nhé. Tiếp theo là đến phần độ mượt. Độ mượt thì mình sẽ vào menu này. Mình sẽ soi menu từng xoay menu từng con cho các bạn xem nhé. Đây là trên em Series 7 thì tất cả menu đều rất mượt nhé. Này, mình vuốt không một tí thì vết nào. Xoay này, xoay to nhỏ này. Đó, menu rất mượt nhé. Tiếp đến em Series 7 Pro. Em này thì menu cũng rất là mượt. Các bạn nhìn thấy không ạ? Xoay dòm to nhỏ. Đó. Tiếp đến là em Pro Max thì cái menu của chúng ta cũng rất là mượt. Này, xoay to nhỏ. Em này còn xoay menu chọn được vào menu nhé các bạn nhé. Rất là mượt. Càng dòm to thì nó sẽ càng mượt hơn. Đó, các bạn thấy không ạ? Mình sẽ thử sang những cái thao tác xoay khác nhé. Và cài đặt này. Đấy, rất là nhạy.
Rồi, về phần độ mượt thì mình đánh giá là cũng là ngang nhau nhá. Độ mượt vẫn là ngang nhau. Trên em series 7 Pro thì độ mượt có vẻ là kém hơn hai em này một xíu, không đáng kể, rất là ít. Rồi, phần thứ ba mà mình muốn so sánh ở đây là cái tính năng lật cổ tay sáng màn hình, mình muốn xem là con nào có độ nhạy cao nhất nhá. Thì mình đã đeo đây theo thứ tự là series 7 này, series 7 Pro và series 7 Pro Max. Rồi, bây giờ mình đã bật hết cái tính năng đấy lên rồi, bây giờ mình sẽ thử nhá. Đó, các bạn thấy chưa? Độ nhạy thì có vẻ là em series 7 có vẻ là nhạy hơn một chút về cái tính năng này. Hai em kia thì sáng sau sẽ hiện màn hình sau. À, cũng tùy đấy, cũng tùy theo cái thao tác mình lắc ấy. Nói chung là độ sáng màn hình, độ lật cổ tay sáng màn hình nó chỉ delay khoảng 0,2 giây thôi. Rất là nhanh nên là không ảnh hưởng gì đâu. Đó, các bạn thấy không ạ? Lúc thì con này trước, lúc con này trước, lúc con này. Đó, thôi mình đánh giá là nó cũng ngang nhau thôi, không có con nào hơn con nào cả. Vì cái mình nghĩ là cái con cây chuyển động ở trên ba con này là được làm giống nhau. Rồi là cổ tay sáng màn hình là như nhau nha các bạn nhé. Rồi và những cái tính năng khác thì mình đã so sánh cơ số tất cả những cái tính năng ở trong trên ba cái đồng hồ này, thì em series 6 này chúng ta sẽ không thể cài đặt được mật khẩu nhé. Đây, chúng ta không có phần cài mật khẩu để khóa cái đồng hồ lại khi các bạn muốn bảo vệ những cái thông báo của các bạn, không muốn cho ai xem, thì em series 6 này sẽ không có nhé. Còn em series 7 này thì chúng ta có cả cài mật khẩu nhé, và kèm theo đó là có cả game luôn nhé. Game thì trên cả ba em này đều có game các bạn nhé. Đây, mình sẽ thử vào game. Đó, em nào cũng có 4 game nhé. Và như trên em Pro này thì chúng ta sẽ cài được mật khẩu này. Đấy, và phần mở khóa là chúng ta sẽ cài được mật khẩu này. Trên em Pro Max thì cũng tương tự là giống em Pro, chúng ta cũng sẽ cài được mật khẩu này. Đây, và phần mở khóa chúng ta sẽ thấy. Và chúng ta cũng sẽ có game luôn, cũng là 4 game luôn nha các bạn nhé. Đó, trên em CD7 này thì chúng ta sẽ chỉ có game thôi và sẽ không có cài mật khẩu nhé. Đấy là về những cái tính năng, còn những cái tính năng đo đạc thông báo khác thì là đều là tương tự nhau các bạn nhé. Đầy đủ hết các cái tính năng đo đạc và thông báo, nó chỉ khác nhau ở cái phần trong tính năng, đó là em này không có cài mật khẩu, hai em này có cài mật khẩu, tất cả đều có game. Và đặc biệt là ba em này đều sử dụng chung một app nhé, đó là app WWFit nhé các bạn nhé. Rồi tiếp đến một phần nữa mà mình muốn cho các bạn biết, đó là phần thông tin đồng hồ. Đây mình sẽ vào của em C6 trước. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần tên này, version này, model và series này. Thì cái con series 7 này và con Pro Max thì chúng ta có thể check được cái dòng email ở trong đây nhé. Check được ở trên trang chủ của Apple luôn. Mặc dù là một con hàng một chúng ta có thể check được email như những con hàng chính hãng luôn. Đấy, như con này cũng vậy. Con Pro Max thì cũng là check được email nhé. Đấy, và đầy đủ những cái dòng thông tin đây. Còn riêng trên em Pro này thì chúng ta sẽ không check được email nha các bạn nhé. Chúng ta chỉ có dòng thông tin về thiết bị Bluetooth ở đây thôi. Chúng ta sẽ không check được email. Đó. Thì lại là một điểm trừ cho em Pro và điểm cộng cho em Series 7 thường và em Series 7 Pro Max. Rồi, một cái phần nữa mình muốn so sánh ở đây, đó là cái những cái icon ở trong cái menu này. Thì các bạn nhìn thấy không ạ? Đây, mình sẽ đưa gần lên một chút. Các bạn nhìn thấy những icon trong đây không ạ? À, từ những cái Siri này, kho ảnh này, định vị này, Bluetooth, rồi thì tin nhắn, game center, các thứ, nó làm những cái icon này giống hệt như trên hàng chính hãng luôn. Đấy là trên con Siri 6 nhé, à Siri 7 nhé. Thì những cái icon nó sẽ giống hệt hàng chính hãng luôn. Tiếp theo các bạn sẽ xem trên con Siri 7 Pro. Trên Siri 7 Pro thì những cái icon của chúng ta cũng được làm tương đối giống, nhưng nó không, cảm giác nó sẽ không đẹp như cái icon ở trên bản Siri 7 và Siri 7 Max. Thì đấy là bản Pro của chúng ta, cái icon nhìn nó sẽ không đẹp bằng. Còn đấy là tùy vào mắt của mỗi người, còn riêng mình cảm nhận thấy thì là như vậy. Nhìn cái icon ở trên hai con này nó có vẻ nó sẽ đẹp hơn vì nó giống hàng chính hãng hơn. Còn về độ mượt thì nó cũng giống nhau. Tiếp tục là trên em Pro Max này, các bạn nhìn cái icon này. Đấy, nó rất là đầy đủ, rất là đẹp. Nó có game center, có cả Facebook, Twitter các thứ ở đây. Làm rất là đẹp. Và đầy đủ nhiều những cái phần ứng dụng ở đây. Đấy, đấy là về cái phần menu nhé. Thì tùy mắt mỗi người sẽ đưa ra được những cái đánh giá khác nhau. Mình cảm quan thấy thì menu ở trên em Max và em thường là có vẻ đẹp hơn một chút. Rồi tiếp theo là một phần nữa mà mình muốn cho các bạn biết, đó là về cái menu truy cập nhanh của đồng hồ. Thì như ở em Series 6 chúng ta sẽ gạt từ trên xuống dưới này, sẽ thấy này. Series 7 chúng ta sẽ gạt từ dưới lên trên này. Series 7 Pro Max thì chúng ta sẽ gạt từ trên xuống dưới này. Đấy, nó khác nhau thêm cái phần này nữa. Thì ở em Series 6 này chúng ta sẽ nhìn thấy cái menu truy cập nhanh của nó rất là đơn giản, nó chỉ có phần kết nối Bluetooth này. Kết nối Bluetooth này, báo pin này, mã vạch này, thông tin đồng hồ này, hiện giờ và các cái kiểu menu. Đấy, thì đây là trên em Series 7. Tiếp theo là trên em Series 7 Pro thì chúng ta sẽ có phần ở đây khác biệt, đó là biểu tượng kết nối Bluetooth này, giống chính hãng này, có chế độ không làm phiền giống chính hãng này, có đèn pin này, có tắt nguồn này, có giao diện này, có khóa màn hình này, và chúng ta có thể xoay xuống dưới, chúng ta có cả những cái biểu tượng như Wi-Fi này, rung này, chuông này và vạch pin này. Đấy, và cài đặt và độ sáng đây, nghĩa là nó có nhiều những cái điểm truy cập nhanh hơn ở trong cái menu này, và nó giống với chính hãng hơn, thì nó lại là một cái điểm hơn ngược lại. Tương tự như vậy với trên em Pro Max thì chúng ta cũng chỉ có 6 cái truy cập nhanh thôi. Siri, độ sáng này, kết nối, lật cổ tay sáng màn hình và cái menu giống, khá là giống với trên em
MCV7. Nghĩa là MCV7 và MCV7 Pro Max thì khá là giống nhau và đơn giản hơn, không đẹp bằng MCV7 Pro. Chúng ta có nhiều những cái menu hơn và là cách sắp xếp nó rất là đẹp. Đấy thì MCV7 Pro lại có một cái điểm hơn hai em kia là như vậy. Rồi sau khi so sánh về tương đối đầy đủ về khác cái phần của trên ba em này, MCV7 này, MCV7 Pro này và MCV7 Pro Max này, thì mình sẽ rút ra những cái đúc kết như sau. Thứ nhất là trên MCV7 thì chúng ta sẽ có một chiếc hộp bình thường. Về tính năng thì sẽ không có cài mật khẩu và màn hình sẽ không được tràn viền như hai em này. Tuy nhiên thì với một cái mức giá gọi là khá là ok thì tùy vào khả năng của các bạn có thể xem xét lựa chọn. Tiếp theo là đến MCV7 Pro này thì với một cái hộp ba mảnh đẹp hơn, gam màu đen. Về tính năng thì sẽ có đầy đủ các tính năng, có thể chơi game, có thể cài được mật khẩu, màn hình thì tương đối cân, tuy nhiên cạnh bên dưới vẫn hơi dày hơn một chút, nhưng lại đổi lại thì cái menu truy cập nhanh rất là đẹp và có thêm cái chốt dây giả nhìn giống hàng chính hãng hơn. Đấy thì với mức giá chênh hơn MCV7 này một chút thì các cũng rất là đáng tiền để cho các bạn cân nhắc. Tiếp theo thì là đến MCV7 Pro Max này thì em này mình không cần phải khen nhiều nữa rồi, cái hộp siêu đẹp, gam màu cam hai mảnh rất là đẹp, màn hình thì rất là cân thật sự, cân đều bốn cạnh luôn, từ trước đến giờ mình chưa thấy con nào nó cân đẹp hơn như này luôn ấy. Đấy và một cái menu truy cập nhanh cũng giống với MCV7, có game và cài được mật khẩu đầy đủ và đặc biệt là có chốt dây thật sử dụng được để có thể giữ được dây nhé. Màu sắc thì sẽ có 5 màu, màu đen nhám này, màu xanh rêu này, màu xanh than và màu bạc viền thép rất là đẹp, với lại màu vàng hồng nữa. Còn trên hai em này thì chúng ta sẽ có hai màu, ba màu thôi, đen trắng hồng. Đấy thì đổi lại thì MCV7 Pro Max này có một mức giá cũng cao hơn nhiều so với hai em này. Thì đó là cái bài so sánh mình đưa ra, tuy nhiên là mình chắc chắn là nó vẫn còn rất nhiều thiếu sót cũng như là một những phần mình chưa nói đến hoặc là những chỗ mình đã nói hơi quá thì các bạn có thể bổ sung hoặc là thấy sai sót gì có thể ebook nhắn tin trực tiếp cho mình để mình có thể hướng dẫn hoặc là trao đổi thêm với các bạn. Về một phần đó mình chưa nói đó là về sạc và dây đeo của ba cái loại này thì đều là như nhau, đều là sạc không dây và một bộ dây silicone kèm theo nhé. Thì đấy, mỗi con có một cái điểm mạnh và một cái lợi thế khác nhau, thì tùy vào số tiền mà các bạn muốn bỏ ra thì các bạn sẽ cho mình những cái lựa chọn chuẩn xác nhất. Cần thêm thông tin tư vấn gì cũng như là thông tin đặt hàng thì các bạn có thể ebook trực tiếp vào cái số điện thoại Zalo mình để ở bên dưới phần mô tả hoặc là vào truy cập vào cái đường link bán sản phẩm đấy, có thể truy cập vào đấy để mua. Đấy thì mình xin kết thúc cái video so sánh ba em CV7 logo táo ở đây. Các bạn thấy hay thì có thể like hoặc là subscribe đăng ký kênh giúp mình nhé để mình có động lực ra thêm những cái video sau. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé.